Đồ cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 17 tháng 4. Em xin gửi đến mọi người video một số cây cần bãi nha mọi người. Và shop em là ở bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 077 8873 789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán và bên em có ship toàn quốc. Đầu tiên giới thiệu đến mọi người là một số cây cần fit, rồi sau đó sẽ tới một số cây carbon. Cây này là mã số 1 là fit. Chiều dài của cần là 3 m, cần súp lở. Bát Fuji FS6, khoen Fuji đá sứ, gồm có 4 khoen. Ngọn của cần là 2,7 ly. Cây này cứng khoảng 25, cân nặng 240 g. Đọt của cần là đọt fit sơn trắng, phôi cần còn đẹp. Rồi cây này cây số 1 230 ngàn. Số 2 là em giới thiệu một cặp cần đặc. Cần đặc này là 2m4. Hai cây là 2m4 nha mọi người. Bát của nó là bát kim loại. Bát kim loại. Tay cầm là bằng gỗ. Khoen là khoen không có lồng sứ. Phôi cần là đặc. Cần đặc. Ngọn của cần này là 2,5 ly, cân nặng là 330 g. Cây này là của Nhật. Cây tiếp theo là 2m4, bát là bát inox vặn, tay cầm là gỗ luôn. Cần này là cần đặc. Đọt của cần là 2,2 ly, nặng 240 g, số 2, giá 230 cặp này. 230. Số 3 cũng là một cặp. Cặp này là lưu, gồm một cây mấy ngang và một cây một khúc. Cây mấy ngang này là của hãng Olympic. Tay cầm cán súng. Bát là Fuji. Chiều dài 1m8. Cây này là của Đài Loan sản xuất. Lưu là 3-10 g. Đọt 2,2 ly, nặng 180 g. Khoen Fuji đá sứ. Và cây 1m1 là cây một khúc. Cây này mình câu tôm, câu bè. Cần thì cây này đọt sợi thủy tinh. Đó, đọt nó mềm, đàn hồi tốt. Đọt của cần này là, cần này là dài 1m1. Bát là bát hãng. Khoen là khoen đá sứ hãng. Ngọn của cần là 1,6 ly, cân nặng 120 g. Rồi cặp này là cặp số 3, giá là 200 ngàn cặp này ạ. Số 3. Số 4 là em giới thiệu một cặp cần ISO lỗi khoen. Cây này về mình có thể hạ cần tay. Khoen là bị lỗi bể hết rồi nha mọi người. Khoen nó là nhựa như thế này. Một cây là 3m9 và một cây là 3m6. 3m9 là cây màu xanh đây. Bát Fuji FS6 nè. Cần này thì còn đọt nha mọi người. Cần còn đọt, chỉ có lỗi khoen thôi. Khoen này thì về mọi người xả ra, mình câu tay, hoặc là mọi người có khoen thì gắn vào. Cần này thì ngọn nó là 1,9 ly. Cần phíp này thì độ cứng nó cũng không cao nha mọi người. Cứng chắc tầm 2,5-3h thôi à. Nặng 230 g và đọt là 1,1 ly. Cây 36. 36 này là của hãng MG, bát Fuji FS6 mọi người. Cây này đọt của nó là 1,8 ly, nặng 180 g. Cây này thì cứng chắc cũng tầm 3h. Rồi, cặp này em bán là 210 ngàn. Cặp số 4 và một cây 39 và một cây 36 là 210 ngàn. Tiếp theo là số 5 là một cặp cần rút. Rút này là của hãng MySip, một cây màu vàng và một cây màu xanh. Bát vặn như thế này, dài 2m1 và 2m4. Khoen là khoen đá sứ. Đọt của cần 2m1 là 2,3 ly, 2m4 là 2,2 ly. 2m1 nè mọi người, đọt đặc ha. Cứng tầm 20. Cây này cũng đọt đặc.
trứng cũng khoảng 20. Cần 2m1 màu vàng và màu đỏ 2m1 thì thu cân nặng là 140g. 2m4 thì thu gọn cân nặng là 160g. Cái cần cặp cần này giá là 200.000, cặp Smile Ship lóng nó thì thu gọn thì khoảng 90 cm. Cây này cây cặp số 5 200. Số 6 là em cũng giới thiệu một cặp luôn, nó gồm có một cây 3,5 m và một cây 4,2 m. 3,5 m là cây này của Olympic, bass là bass Fuji FS6. Cần này là còn đủ khoen. Khoen là khoen đá sứ. Đọt của cần này là 1 ly 9 nha mọi người, dài 3,5 m, đọt 1 ly 9, cân nặng 200g, thu gọn là 66 cm. Cây này thì nếu mà mình so với cần tay á mọi người thì nó cứng, chắc cũng cứng tầm 3-4 h ha. Tại vì nó có khoen nên cái đầu cần nó cũng hơi trì xíu. Cây này 3,5 m và cây 4,2 m là cây Olympic. Cây này 4,5 m, đọt số 1, bị hụt 30 cm, còn 4,2 m, made in Hàn Quốc, bass Fuji FS6, khoen là khoen Fuji đá sứ. Ngọn của cần là 1 ly 8, nặng 280g, chất liệu là fit, giá thì cũng bình dân thôi. Bây giờ nó cứng chắc tầm khoảng 3 h, cây này thì nó bị hụt ngọn rồi. Rồi cây này cây số 6, cặp số 6. Cặp số 6 giá 360. Một cặp như thế này, cần còn đầy đủ khoen bát, về mình gắn máy vào mình xài trợ máy ha. Số 6 360. Rồi, 6 mã đầu tiên em giới thiệu là phép, tiếp theo là một số cây carbon. Số 7 là một cây ISO. ISO khoen nhỏ. Bass là bass Fuji FS7. Dài là 5,4 m. Cây này bị hụt 30 cm luôn nha mọi người. Còn 5,1 m, đọt số 3. 5,33 m nè. Thực tế nó là 5,33 m. Cây này em đo là còn 5,1 m nha mọi người, 5,1 m, 6 lóng của hãng CG. Cân nặng là 365g. Khoen của nó là khoen đá sứ Fuji. Ngọn của cần là 2,2 ly, cân nặng là 350g. Đó, cây này đọt nó lớn. Bây giờ nó do nó bị hụt ngọn nên là đọt nó to. Có bị trầy xước nhẹ theo thời gian. Rồi, cây này là mã số 7. Số 7 giá 480.000 và 5,1 m. Số 8 là một cây ISO khoan nhỏ của hãng Sensity Rip, bass Fuji FS6. Dài 4,5 m, đọt số 2. Tem vàng xuất Nhật, khoen Fuji đá sứ. Ngọn của cần này là 1,5 l, cân nặng 200g. Số 8 giá 390.000 free ship. Cây số 8 ạ. Cây số 9 là một cây carbon súp lở của hãng Olympic, dài 3 m, súp Century Bass Fuji FS7. Cần có hơi bị trầy xước nhẹ thôi. Khoen Fuji đá sứ, có 4 khoen và một cái ngọn. Một đầu bu, đọt 2,3 ly. Cây này cứng tầm 20, cân nặng là 260g. Số 9 này giá 350.000. Chất liệu là carbon. Rồi, cây này là cây số 9, 350. Cây số... số 10. Số 10 là một cây cần tay mini như thế này. Cây này là chất liệu là carbon pha. Nói chung là nó cũng pha hàm lượng carbon, nhưng mà hàm lượng thì không rõ nha mọi người. Đó. Thường phíp thì có màu nó như màu gỗ ha. Đây. Có tem cảnh báo đây mọi người, chống điện, chống sấm, cảnh báo dông ha, trời dông sét ha. Dài 2,7 m, đọt 1 ly, đọt 1 ly thôi nha mọi người. Cây này thẳng ha, cứng chắc tầm 3 h. Cân nặng của nó là 100g, thu gọn là 40 cm. Cần ra thẳng ha, cây này cứng cũng khoảng 3 h. Cây số 10 giá 190.000,
thu gọn là bỏ cốc xe gọn gàng luôn nha mọi người. Câu rua giết ok luôn ha. Cho số 10. Tiếp theo là số 11 là một cây cần một khúc. Cây một khúc của hãng Abu. Abu bát là bát. Bát của Abu luôn nha mọi người. Cây này dùng cho máy ngang. Thông số nó đây mọi người 5,6 feet là 1m68. Độ cứng M 1/4 đến 3/4 OZ. Lưu là 8 tới 20 LB. Con này mát của nó tầm 10 kg cá nha mọi người. Design bởi Abu Garcia ABD9. Khoen là khoen Fuji. Khoen này là khoen Fuji không ta? Em coi sao không thấy Fuji ta. Khoen này nhìn nhì giống Fuji nhưng mà sao thường nó dập cái chân khoen ở đây mà không thấy dập ở đây. Có khả năng nó dập ở chỗ này thì nó trích keo rồi không thấy rõ mọi người. Khoen đá sứ nha mọi người. Đó, khoen đá sứ nè. Ủa nó đây. Cái này có 1, 2, 3, 4, 5 khoen và một cái đầu bu. Đọt 2,7 ly. Cân nặng 100g, số 11 380.000. Số 12 là một cây cây fly, cây cần fly chuyên suối. Chiều dài là 8 feet, 2m4. Cây này của hãng Tim Campbell. Độ cứng là thăng 5. Graphics carbon vân nha mọi người. Tem vàng xuất Nhật ha. Khoen của nó là dạng inox như thế này. Khoen đề ba của nó thì nó cũng không có lồng sứ luôn. Bu nó cũng vậy ạ. À. Đọt của cần này là 1 ly 6 ạ, à, cân nặng 100g, số 12 350.000. Số 13 là một cây cần cần dây trong 2 khúc. Chiều dài là 2m của hãng Alpha Made in Korea Pro Fighter. Bass là bass Fuji. Luồng bu xích, lõi xích. Ở đây nó sơn đỏ. Cần thì còn ok nha mọi người. Đó, chất liệu là carbon. Đọt 2,8 ly, cân nặng là 230g. Số 13, cây này giá 250.000. Hàng của bên em là được free ship hết nha mọi người. Số 14 ạ. Số 14 là một cây Suzumi 7,6 feet, cây này 2m28, chất liệu là carbon. Cái này thì carbon pha, bát là bát hãng, khoen là khoen đá sứ hãng luôn. Carbon trơn. Đọt cây này là 2,5 ly. Đó. Cái cây này thì trên cần nó không có để cái thông số tải, cây này thì cũng cứng. Cũng cứng tầm khoảng chắc M quá, em thấy đọt nó cứng ghê. Nó không có để thông số tải. Về mọi người có thể câu lăn C hoặc là mình câu lô cũng được ha. Đọt 2,5 ly, cân nặng là 170g, số 14 ạ. Rồi cây này giá là 300 phi ship, số 14. Số 15 là một cây cần 2 khúc 2m4. Khoen là khoen đá sứ Fuji và khoen bát Fuji FS7. Cứng 50, 50, 80. Suzumi. Cái này đọt nó là đọt tháp. Bu nó là bu xích. Đọt tháp bu xích. Ngọn là 2,3 ly carbon vân. Cân nặng 290g. Số 15 450.000. Số 16, cái này cũng là một cây carbon pha trơn. Dài là 2m4 EGI1. Cái này cũng có carbon nha mọi người, có cái tem cảnh báo chống xa, cảnh báo dông sét đây. Đó. Đọt cây này là 2,6 ly. Cân nặng của nó là 170g. Bát là bát hãng, khoen đá sứ hãng luôn.
Đọt là 2 ly 6. Rồi cây số 16 giá 250. Cây số 17 là một cây cần tay của hãng Shimano. Ở đây nó có bị xước một tí nha mọi người. Dòng IUSX. Độ cứng là 8,5m và 9m. Zoom 2 chế độ. Cần này thì trên cần nó không có để nước sản xuất, có tem xuất Nhật thôi nha mọi người. Có code nô là 310280. Zoom ở đây. Cần thì còn bóng đẹp. Cần thì còn bóng đẹp nha mọi người. U xoay 360 độ. Cần còn đẹp lắm ạ. Phơ cần còn đẹp. Zoom 2 chế độ ha. Rồi. Cây cần này là mã số 17 ạ. Ngọn của cần là 1,4 ly. Gốc là 26 ly. Nhìn chung cây này là lóng nó cũng, nói chung là lóng nó cũng nhỏ vừa ha. Lóng nhỏ nhẹ thôi. Nhẹ có 280g. Cây cần rất nhẹ nha mọi người. Dài 9m mà nhẹ có 280 thôi. Thu gọn thì là 1m1. Thu gọn là 1m4, em xin lỗi nha. Thu gọn là 1m4. Ôi giời. Thu nó đẹp nha mọi người. Thu rất đẹp ha. Nhẹ lắm, con này quá nhẹ. Thu nó dạng phô tổ ong như thế này. Đó. Nhìn thu là quá tuyệt vời. Quá nhẹ nha mọi người. Cây này thì nó có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 7 lóng nha. 7 lóng. Đây, tính luôn cái lóng zoom này nữa là nó là 8 lóng nha mọi người. Phô tổ ong ha. Phô rất đẹp ha mọi người. 8 lóng. Còn còn nguyên viên nguyên bản. Không bị hao hụt gì hết nha mọi người. Chỗ này là mình kéo ra kéo vào nó xước lắm, xước ngoài thôi. Đó, nó bị xước hơi hay mọi người. Cái này bị xước thôi. Rồi, cây cần số 17 đây ạ. Nặng có 280g. Giá là 1.650.000. Đó, đó là cây số 17. Tiếp theo là cây số 18. Là một cây cần lưu 2 khúc. Cây này là của Daiwa. Daiwa Made in Taiwan. Dài là 6,6 feet, là 1m98. Độ cứng ML. Lưu là 5-21g. Lai là 6-10 lb. Bát là bát hãng của hãng Daiwa. Không thấy để Fuji. Tay cầm ở đây là bằng gỗ bằng. Khoen là khoen Fuji đá sứ. Phôi là phôi carbon vân ha. Đó, cây này thì đọt của cần là 1 ly 9 ạ. Cân nặng là 110g. Số 18 giá 500.000 là free ship nha mọi người. 500 free ship luôn. Cây cần số 18. Số 19 là một cây cần súp. Súp 3m9. Bát Fuji FS7. Suho súp. Tem vàng xuất Nhật không? Khoan cái mình gặp lại được. Ngọn của cần là 2,2 ly. Cân nặng là 340g, số 19 giá 500.000. Cọc bông vân. Số 19 500. Số 20 là một cây Daiwa. ISO khoan nhỏ. Bát Fuji FS7. Dài 5m3. Đọt số 3. Dòng này được sản xuất tại Hàn Quốc.
Khoan là khoan Fuji đá sứ. Ngọn cố cần là 1,4 ly, cân nặng là 340 g, số 20, giá 550 ngàn. Phơi cần cũng còn rất đẹp. Số 20, 550. 21 là một cây rút 3,6 của hãng Technical Gear. Bát là bát Habo. Khoan là khoan hãng luôn. Có lồng sứ, khoan đá sứ hãng. Ngọn của cần là 2,1 ly. Cây này độ cứng tầm 20, cân nặng là 250 g, số 21. Cây này giá để cho mọi người là 300 ngàn thôi. Tại vì khoan của nó là dạng khoan đá sứ hãng nè. Và phô cần á, là phô carbon, cũng có hơi bị trầy xước nhẹ thôi nha mọi người. Đó, là. Nhưng mà khoan này thì lồng nó là lồng sứ nè, sứ bóng, nên là mình xài dây nó cũng không có bị hư hỏng nhiều nha mọi người. Sứ nhưng mà sứ bóng như xích vậy. Số 21, 300. Số 22 là một cây cần súp của China sản xuất, dài 4,5 m, 5 lóng, bát Fuji FS7, New Forest, khoan Fuji đá sứ. Khoan cái mình gặp được, khoan cái là không phải Fuji, còn lại 4 khoan này là Fuji ha. Ngọn của cần là 2,6 ly, nặng 580 g, số 22. Số 22 này giá 500 ngàn, free ship, 500 free ship luôn nha mọi người. Đó. Số 22. Rồi mọi người mua hàng thì vui lòng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789 ha. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người nha.